Nếu bạn có thói quen uống trà mỗi ngày, bạn đang dưỡng sinh cho chính các bộ phận trong thân thể của mình. 8 điều sau sẽ xảy ra nếu bạn uống trà mỗi ngày. Thứ nhất, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Uma Naidu, bác sĩ khoa học y tại Đại học Harvard cho biết, những lợi ích chống ung thư da, tuyến tiền liệt, phổi và ung thư vú được tìm thấy ở trong trà. Hơn nữa, các loại trà khác nhau cũng có tác dụng chống các loại ung thư khác nhau. Thứ hai, làn da khỏe mạnh. Uống trà đen thường xuyên giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư da, chống lão hóa da. Thật thú vị là cách bạn pha trà sẽ tạo nên khác biệt rất lớn. Trà nóng rất hữu ích cho các biểu mô ở da, có nhiều lợi ích hơn trà đá và trà đun kỹ. Thứ ba, giảm nguy cơ mắc tiểu đường. Uống trà đen mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2 do hoạt chất trong trà giúp kiểm soát lượng đường trong máu sau các bữa ăn. Đặc biệt sau khi ăn các loại đồ ăn chứa nhiều đường thì đây là biện pháp hữu hiệu. Thứ tư, hàm răng chắc khỏe. Theo một nghiên cứu của tạp chí Các bệnh về răng hàm mặt, trà xanh có tác dụng kháng khuẩn và có thể giảm vi khuẩn hình thành trong khoang miệng. Uống trà hàng ngày có thể giúp giảm bệnh sâu răng. Thứ năm, trái tim khỏe mạnh. Tiến sĩ Naidu khuyên nên uống 3 tách trà đen mỗi ngày. Đặc tính chống viêm của trà có thể giúp mạch máu của bạn được thư giãn và ức chế hình thành các màng bám trong động mạch chủ, giảm áp lực lên tim, nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh. Thứ sáu, giảm nguy cơ mắc Alzheimer. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ. Tiến sĩ Naidu cho biết, trà xanh có thể giúp bạn tăng cường sức đề kháng, chống lại căng thẳng và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Thứ bảy, tăng khả năng tập trung. Tiến sĩ Naidu cho biết, trong trà có theanine, một loại amino acid, giúp cải thiện sự chú ý bằng cách tạo cho não bộ sự thư giãn, nhưng lại tăng khả năng tập trung nếu bạn uống trà ấm trước khi đến giờ làm việc. Thứ tám, tăng cường sự trao đổi chất. Tiến sĩ Corey cho biết, chất caffeine trong trà giúp tăng khả năng trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Tuy nhiên, bạn không nên dùng nhiều hơn 10 tách trà mỗi ngày. Trà cũng có mặt trái của nó. Bạn hãy cân nhắc khi sử dụng nhé. Thứ nhất, người thiếu máu và thiếu sắt không nên uống nhiều trà xanh, do chất catechin ở trong trà có thể làm giảm khả năng hấp thu chất sắt trong cơ thể. Thứ hai, phụ nữ mang thai, trẻ em và bất kỳ ai từng có tiền sử bệnh thận không nên uống nhiều trà. Thứ ba, các bệnh nhân trước khi phẫu thuật nên ngừng uống trà từ 2 đến 3 tuần do trà có thể khiến bạn dễ bị bầm tím hơn. Thứ tư, những người đang uống thuốc điều trị, catechin trong trà có thể can thiệp vào hoạt động của một số loại thuốc điều trị tim và áp huyết. Để có lợi nhất cho sức khỏe khi uống trà, tốt nhất nên uống từ 3 tới 5 ly trà một ngày.